Thời gian qua, các cấp ngành, đơn vị địa phương trên địa bàn huyện Gia Rai tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện công tác trồng rừng và các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách lâm nghiệp, hỗ trợ cho người dân địa phương phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Từ đó, dần thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc bảo vệ, phát triển diện tích rừng. Trong năm 2023, huyện Gia Rai thực hiện trồng gần 390 ha rừng, đạt hơn 106% so với chỉ tiêu giao và trồng được gần 46.000 cây phân tán, đạt gần 115% so với chỉ tiêu giao, nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện lên 87,1%, cao hơn 1,1% so với năm 2022.